Hành trình hôm nay của cô trò trường Trung học cơ sở Tân Sơn và Tiểu học Lê Văn Thọ có một điểm đến đặc biệt. Người trụ cột duy nhất trong gia đình đã bị COVID-19 cướp đi. Còn lại người mẹ là bác Thu Ba phải bươn chải lo cho hai con còn đi học, trong đó có bé Tuyết Trinh học lớp 2. Những ngại ngần ban đầu đã tan biến rất nhanh khi chính con trẻ có cách riêng của mình để làm thân với nhau. Đó là từ niềm yêu thích vẽ tranh của Tuyết Trinh. Con có đề xuất cho em một biện pháp là đến tham gia sinh hoạt hè để cho em có thể phát huy tài năng hội họa của mình, và ngoài đó em có thể tự tin để giao tiếp để cho hè của thiếu nhi phường mình không những là chúng mình vui mà còn cho những bạn khác đều có một mùa hè ấm áp và vui vẻ. Đây có lẽ là món quà khiến bà Thu Ba cảm động nhất, bên cạnh những chăm lo động viên về vật chất của Hội Chữ Thập Đỏ và các thầy cô giáo. Nhưng không chỉ ba mẹ con bà Thu Ba mới là những người được nhận. Ngoài việc học ở trường thì những chuyến đi này giúp con biết quý trọng tình thương của ba mẹ dành cho ba mình. Cái hoạt động này thì gợi cho các con được những cái sự tiếp xúc trực tiếp và xây dựng được cái góc nhân đạo, khi mà các con từ nhỏ thì sau này lớn lên các con sẽ trở thành một người có lòng bao dung hơn. 77 địa chỉ nhân đạo đang là điểm đến của những hành trình như vậy trong mùa hè này dành cho các bạn nhỏ. Một mùa hè với bài học đặc biệt về cuộc sống và tình nhân ái sẽ góp phần hoàn thiện nhân cách cho trẻ,